ngày 8 tháng 11, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ký quyết định thống nhất nội dung kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tây Sơn, Bình Định. Kết luận thanh tra tỉnh vừa chỉ ra nhiều sai phạm, vi phạm trong các lĩnh vực giáo dục, thuế và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại địa bàn huyện Tây Sơn. Cụ thể, đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra 399 công trình, dự án với tổng giá trị khối lượng hoàn thành là 406 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Tây Sơn và 14 xã tại huyện này làm chủ đầu tư. Qua đó, phát hiện 113 trên 399 công trình, dự án có vi phạm với số tiền 858 triệu đồng. Quá trình kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục ở huyện Tây Sơn, đoàn thanh tra phát hiện việc chi sai quy định tiền tiết giảng thực hành cho giáo viên thể dục với số tiền trên 111,7 triệu đồng, chưa kê khai và nộp tiền thuế đối với nguồn thu từ hoạt động dạy thêm số tiền trên 176,4 triệu đồng. Đoàn thanh tra phát hiện thêm, tại Ủy ban Nhân dân xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, chưa kê khai và nộp tiền thuế, số tiền thu từ dịch vụ cho thuê kiosk chợ trên 45,2 triệu đồng.